Rồi xin chào à, quý vị và các bạn trở lại với uh, trên đồng xe hơi. video à, này thì em cập nhật nhanh giá bán cho khuyến mại của uh, Honda CRV nhé um, xe này thì là vẫn là xe 2021. À, hiện tại thì uh, chắc là CRV 2022 thì cũng còn khá khá lâu nữa mới bán được. À, đa phần thời gian tới chúng ta sẽ tiêu thụ bán mua ở CRV 2021. <laughs> Uh, mẫu xe 7 chỗ cao cấp nhất của dòng Honda tại thị trường Việt Nam hiện nay thì uh, đang có khuyến mại dao động vào khoảng từ 65 đến 75 triệu đồng cho các phiên bản uh, cụ thể thì uh, với phiên bản LSE phiên bản đặc biệt tỷ 1 138 triệu đồng thì uh, hiện nay đang có mức giảm giá tiền mặt vào khoảng 75 triệu nhé và đi kèm với đó là 60 triệu tiền phụ kiện theo xe uh, LSE là phiên bản đặc biệt và toàn bộ chỉ có nội thất đen và là răng đen Nó như kiểu bản Black Edition ấy. À, Còn phiên bản CLV 1.5L bình thường Thì vẫn có giá niêm yết là 1 tỷ 118 triệu đồng Và mức giảm giá cũng sẽ là 75 triệu đồng Tặng kèm 60 triệu tiền phụ kiện theo xe nhé à, Phiên bản 1.5G hiện nay đang có mức giá niêm yết là 1 tỷ 048 triệu đồng À, giảm giá tiền mặt thì rẻ hơn một chút Và khoảng 70 triệu Và à, với phiên bản thấp nhất Phiên bản 1.5E Thì à, 98 triệu đồng Thì à, mức giá ưu đãi chỉ là 65 triệu đồng Toàn bộ tất cả các phiên bản Thì à, đều được tặng kèm 60 triệu Tiền phụ kiện à, Với Honda na CRV Thì màu đỏ các bác cộng giúp em thêm 5 triệu nhé Đó à, Giá bán cho những khuyến mại Thời điểm này Honda CRV với các đối thủ thì thật sự phải nói là cũng khá là khó khăn khi mà Tucson 2022 vừa về rồi. Chúng ta chưa biết giá bán như nào nhưng theo thông tin em nhận được thì sẽ là nguyên giá và có xe giao trước Tết. Rồi với khách hàng mà lựa chọn Honda, thích những mẫu xe đến từ Nhật Bản và có cái ưu nhược điểm. Cụ thể như là chi phí vận hành rẻ này thương hiệu uy tín này hay là xe khá lành cái nhược điểm có thể kể đến như là không chất được như là xe xuất khẩu xe nhập khẩu trong Thái Lan cái thứ hai là cái lượng tiêu thụ không quá tốt kể từ lúc mà chuyển phiên bản về lắp ráp trong nước Tuy nhiên thì đây vẫn là một mẫu xe bán khá chạy của Honda cùng với Honda City nên là em đã cập nhật giá cho quý anh chị đang có nhu cầu À, anh chị nào ở Bắc Ninh Bắc Giang có thể alo trực tiếp qua em nhé để nhận thêm khuyến mại cũng như đặt lịch lái thử xe sớm nhất à, xe 022 về thì em sẽ review và nhật giá bán lại sau xin chào và hẹn lại trong những cái video tiếp theo